Khoảnh khắc Zenith Palacios được MC gọi tên vào top 3. Video, FPT Play. Vào lúc 8 giờ, giờ Hà Nội, tại nhà thi đấu Jose Adolfo Pineda ở thủ đô San Salvador, vòng chung kết diễn ra. Khi khoảnh khắc chiến thắng được xướng tên, Zenith Palacios, người cao 1,8m, một người mẫu và nhà hoạt động xã hội tại quê nhà, đã vỡ òa trong cảm xúc. Đương kim Hoa hậu Raboni Gabriel, người Mỹ, đã trao vương miện cho người kế nhiệm của mình. Zenith Palacios đã từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Nicaragua 2020 và đã tham gia Miss World 2021 lọt vào top 40. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Nicaragua 2023 và đã đăng quang, giành quyền tham gia Miss Universe lần thứ 72. Trong chặng cuối của cuộc thi, Zenith Palacios đã xuất sắc vượt qua các phần thi áo tắm, dành cho top 20, giả hội, top 10 và ứng xử, top 5. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô đã thu hút sự chú ý của khán giả với bước catwalk tự tin và thần thái quyến rũ. Trong câu hỏi ứng xử chung dành cho top 3, khi được hỏi về việc nếu được sống một năm với tư cách là một người phụ nữ khác, cô đã chọn Mary Wollstonecraft, người phụ nữ đã thu hẹp khoảng trống và mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ. Cô mong muốn thấy khoảng cách thu nhập của phụ nữ sẽ được thu hẹp, để họ có thể làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào mà họ mong muốn. Zenith Palacios đã thể hiện sự sáng tạo và tư duy lớn trong câu trả lời của mình. Trong vòng thi ứng xử top 5, khi được hỏi về yếu tố nào đã giúp cô trở thành một người lãnh đạo và tấm gương cho người khác, Zenith Palacios đã nhấn mạnh việc trân trọng mọi thứ, cho dù nhỏ bé nhất, là cốt lõi của giá trị sống và nhân văn trong mỗi con người. Cô đã thể hiện tầm quan trọng của sự tôn trọng và lòng biết ơn trong cuộc sống của mình. Zenith Palacios từ Nicaragua đã ghi điểm với sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp dịu dàng và sự dữ dội trong cuộc thi Miss Universe 2023. Cô ấy đã điều khiển sân khấu như một nữ hoàng, là ứng viên tiềm năng với nhiều kinh nghiệm trình diễn và vẻ đẹp thanh lịch. Tuy không giành danh hiệu Á hậu 1 hoặc 2, nhưng sự xuất sắc của Zenith Palacios đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cuộc thi chung kết Miss Universe 2023 đã chứng kiến sự thăng hoa của các thí sinh đến từ Thái Lan và Australia, khi họ lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2. Trong top 5 còn lại, ngoài Zenith Palacios, còn có sự góp mặt của các thí sinh đến từ Puerto Rico và Colombia. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, không thể ghi tên mình vào top 20. Tuy cô đã chuẩn bị kỹ càng và đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, nhưng cơ hội của cô tại Miss Universe 2023 đã kết thúc sớm. Cuộc thi chung kết được dẫn dắt bởi MC gốc Việt Ginny Mai, cùng sự xuất hiện của những hoa hậu nổi tiếng như Miss Universe 2012 Olivia Culpo và Catriona Gray. Sân khấu chung kết đã đón nhận nhiều sự khen ngợi với màn trình diễn âm nhạc của ca sĩ John Legend và Final Walk của đương kim Hoa hậu Raboni Gabriel. Cuộc thi Miss Universe 2023 đã diễn ra trong một bối cảnh đầy biến động, từ sự thay đổi về nhân sự đến tình hình tài chính của đơn vị chủ quản. Tổng thống El Salvador đã tham gia sự kiện và sân khấu chung kết được đánh giá là đẹp mắt và đầu tư lớn. Thí sinh đã trải qua một loạt vòng thi phụ như trang phục dân tộc và phỏng vấn kín, thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp trên nhiều nền tảng trực tuyến.